chỉ có những chiếc xúc xích nhà làm có cái kết cấu đỉnh cao như thế này thôi, mỡ nạc vừa phải. Tiki connect cùng còi, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm xúc xích nhé. Tự làm xúc xích sao mà nó khó thế, nhất là làm theo kiểu nhồi nhồi thủ công như thế này. Nhưng mà mọi người đừng lo, trong cái khó có Tiki. Hôm nay tôi đã đầu tư nguyên một bộ nhồi xúc xích vô cùng xịn sò luôn. Nào bây giờ cùng đi vào phần nguyên liệu nhé. Ở đây tôi sử dụng hai loại thịt, đó là thịt mông, thịt vai và một chút sấn mỡ. Định lượng cụ thể cho mọi người tham khảo sẽ là mỗi loại 2 lạng rưỡi và thêm 1 lạng sấn mỡ nha. Sau khi mà sơ chế rửa nước muối kiểu nhá, thì tôi sẽ cắt thành từng miếng này, sau đó thì bỏ vào tủ đá để cho nó đông lại. Bởi vì khi mà xay thịt như thế này nó sẽ không bị nóng, không bị bở thịt. Tự dưng hôm trước tôi mua được gói gia vị xá xíu như thế này, thế nên tôi quyết định làm thành xúc xích xá xíu luôn. Như vậy thì tầm ướp ở đây có một gói gia vị, dầu hào, nước tương, hạt tiêu và cho thêm khoảng tầm 30g bột năng. Có một bí kíp mà tôi học được ở bên tổ yin để tăng được hương và vị, đó chính là cho thêm nước đá ngâm đầu hành và gừng. Nhưng tôi vẫn hay nói đấy, tẩm ướp vốn dĩ chẳng nên có một công thức cụ thể nào cả, bởi vì nó sẽ phụ thuộc vào khẩu vị của từng người. Vậy nên cách tốt nhất để xem mình làm đã ngon chưa đấy chính là ăn thử nha. Tèn tèn, đây rồi, đây chính là bộ dụng cụ làm xúc xích mà tôi muốn khoe với mọi người ngày hôm nay. Đi kèm còn có vỏ collagen nữa nha. Nó không chỉ đơn giản là nhồi xúc xích đâu, mấy cái mặt kia là dùng để làm mì tươi đấy. Dinh nguyên một combo như thế này thì mọi người cứ Tiki thẳng tiến cho tôi. Mua trên đấy thì đâu cần phải lo gì đúng không? Giao nhanh 2 tiếng là nhận, mà lại còn yên tâm hàng chuẩn chính hãng luôn. Dùng cái bộ này thì làm xúc xích đúng kiểu chỉ trong phút mốt luôn. Đây chính là vỏ collagen đi kèm dụng cụ nha. Mọi người chỉ cần luồn cái đầu bơm vào vỏ collagen và vặn cái đuôi như thế này, thịt nó sẽ được đẩy ra cực kỳ dễ, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Mọi người muốn xúc xích dài bao nhiêu thì dừng ở đấy và buộc chỉ lại, nếu mà không muốn buộc chỉ thì chỉ cần vặn xoắn lại là xong. Mọi người thấy không, nhanh gọn sạch sẽ, chỉ tầm 10 phút thôi là tôi đã làm xong được 15 cái xúc xích rồi đây này. Cuối cùng đấy chính là đem đi hấp nha mọi người. Bước hấp này mọi người phải thật sự cẩn thận nha, không phải là cứ quẳng vào nồi sau đó chạy đi đâu làm gì đấy thì làm nha. Mình sẽ hấp trong vòng 25 phút và lửa nhỏ thôi, đừng bật lửa bùng 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 to quá, tôi sợ nó bục. Trong quá trình hấp thì mọi người phải liên tục mở nắp và kiểm tra nha, dùng tăm chọc cho nó thoát khí và thoát nước. 25 30 phút thì mình bắc ra và lúc này thì xúc xích nó cũng chín rồi, nhưng mà mình sẽ không thể nào ăn hết cái đống này đúng không? Thế cho nên là để mà giữ chữ ấy, thì mọi người có thể bỏ vào một cái hộp và cho vào cấp đông, bao giờ ăn thì mình lôi ra chiên rồi quay lò vi sóng gì đó. Bye bye mọi người.